Xin chào mọi người, nam nữ sinh năm 1994, chúng ta cần phải lưu ý những cái điều gì trong năm mới 2021 Tân Sửu về vận niên này, hạn tuổi, sao chiếu mệnh của các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé. Mình không phải là thầy tướng số để xem tử vi rồi lá số cho các bạn, mà mình sẽ tổng hợp những kiến thức một cách chi tiết, chính xác, những cái điều không tốt này, những cái hạn, những cái điều các bạn chúng ta cần phải lưu tâm, chú ý, nhất là trong cái năm này các bạn chúng ta có thể đối mặt phải, để chúng ta lường trước này, biết để tránh, biết để chúng ta cẩn trọng hơn, hoặc là chúng ta tìm cách hóa giải cho nó tốt lành, an tâm nhất. Với nam nữ 1994, trong cái năm 2021 này chúng ta sẽ có những cái điều sau. Trước hết là chúng ta cần hiểu tổng quan đã nhé. 2021 thì là năm Tân Sửu. Tân Sửu tức là Nam Sửu, là năm con trâu phải không? Tân Sửu thiên can, can ở đây là tân này, Sửu là thuộc về địa chi, và mệnh của năm này là mệnh thổ, nạp âm là bích thượng thổ. Còn các bạn sinh năm 1994 thì chúng ta năm nay đã được 28 tuổi âm, giáp tuất, giáp thiên can, tuất là tuổi địa chi. Các bạn tuổi tuất tức là tuổi con chó. Mệnh của ba bạn là chúng ta mệnh hỏa, sơn đầu hỏa, mệnh hỏa. Chúng ta sẽ chiếu sự tương quan giữa cái năm này, năm 2021 với năm tuổi các bạn nhé. Theo ngũ hành bản mệnh ấy, thì người mệnh hỏa, tức là mệnh sơn đầu hỏa của chúng ta gặp cái năm thổ, năm bích thượng thổ thì nó sẽ thuộc vào tương sinh. Bởi vì theo ngũ hành là hỏa sinh thổ, nhưng mà cái hỏa đây là cái mệnh người nên nó sẽ bị sinh xuất, tức là tương sinh nhưng mà nó là sinh xuất, nên nó sẽ phạm vào sinh xuất là nó không tốt, là xấu ở đây. Các bạn chúng ta cần đề phòng cái sự hao kém về mặt tiền bạc, sức khỏe của mình, tức là nó bị hao tổn, bị xuất đi đó. Về phần thiên can, can giáp này, chỉ từ chúng ta can giáp gặp năm can tân ấy, nó sẽ bình hòa với nhau. Bởi vì chiếu vào cái sự hợp khắc của thiên can thì hai cái can này nó bình hòa, không xung hô khác, cũng không hợp nhau, nói chung là cũng được. Về phần địa chi, người tuổi tuất này gặp cái năm Sửu này, tuất và Sửu là hai con giáp nó thuộc vào lục hình nhau. Theo cái sự tương quan 12 con giáp thì tuất với Sửu là nó không hợp nhau. Hai con giáp này nó hình khắc và có thể là hình hại, làm hại lẫn nhau. Vậy trong cái năm này các bạn sinh năm 1994 tuổi tuất, chúng ta cần đề phòng những cái chuyện hình khắc xung đột lẫn nhau, bởi vì nó có thể đem đến những cái bất an về mặt tinh thần và thể chất cho các bạn. Nhưng một cách tổng quát thì năm 2021 này là một cái năm không đẹp, không đẹp cho cái tuổi giáp tuất 1994. Chúng ta hãy cùng xem cụ thể hơn về vận hạn, hạn tuổi các bạn nhé. Về cái hạn tuổi, nam nữ sẽ có hai hạn khác nhau. Nữ sinh năm 1994 chúng ta sẽ gặp hạn, đó chính là hạn thiên tinh. Có một bài thơ liên quan đến hạn này mình sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Thiên tinh là hạn trung bình, mang lời chịu tiếng thành lình chẳng hay. Thiên tinh là sao chẳng lành, ra ngoài mắt phải dạ tai ngục hình. Đó, chúng ta căn cứ vào cái ý tứ của câu bài thơ này thì có thể thấy là hạn thiên tinh đối với nữ sinh năm 1994 sau năm 2021 này, đây là cái hạn xấu ở mức trung bình, tức là nó không phải là quá xấu, không phải xấu nhất nhưng mà cũng không được đẹp ở đây. Đọc cái hạn này các bạn chúng ta cần phải đề phòng cái vấn đề ngộ độc, tức là ngộ độc về tiêu hóa, cái bệnh về tiêu hóa, đau bụng, dạ dày. Vậy nên các bạn chúng ta ăn uống thì phải cẩn trọng này, ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, hạn chế ăn ngoài hàng quán vỉa hè thôi. Và trong cái năm này thì các bạn chúng ta đi ra ngoài thì cần phải cẩn trọng, bởi vì có thể gặp những cái chuyện là tai bay vạ gió, nên chúng ta cần chú ý cái lời nói của mình, lời ăn tiếng nói của mình sao cho hài hòa, tránh những cái điều thị phi rắc rối. Đặc biệt phụ nữ mang thai, tức là các bạn nữ mà năm nay chúng ta có thai sản ý, thì cẩn trọng trong việc chúng ta đi lại này, cẩn thận té ngã, đêm tối thì hạn chế ra ngoài. Còn với nam sinh năm 1994, trong cái năm 2021 này các bạn chúng ta sẽ gặp hạn tuổi là hạn tam kheo. Tam kheo, bài thơ liên quan đến hạn này mình có thể đọc cho các bạn nhé, để chúng ta hiểu rõ hơn về cái hạn này như thế nào. Tam
Tam kheo hạ nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương. Đó, cái hạn này là cái hạn cũng ở cái mức trung bình thôi. Hạn chủ về sức khỏe nên nam sinh năm 1994 trong năm 2021 này cần chú ý đề phòng cái thương tật ở tay chân. Đi xe cộ thì chúng ta cần phải cẩn trọng này, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp, những cái bệnh mà liên quan đến tay chân ấy, rồi nhức mỏi mắt, mờ mắt. Chúng ta tránh ở những nơi mà ẩm thấp này, hạn chế đến nơi đông người, tránh những kích động hành động xô xát. Vấn đề tiếp theo đó chính là về sao tuổi, hạn sao của các bạn. Nam nữ sinh năm 1994 thì năm 2021 này các bạn chúng ta đều gặp sao hung tinh nặng. Nữ gặp sao kế đô này, nam thì chúng ta gặp sao la hầu. Cụ thể nữ giới, bản thân nữ giới chúng ta thì rất là kỵ, kỵ nhất là cái sao kế đô. Khi mà bị sao này chiếu mạng thì hay gặp những cái chuyện không vui này, buồn phiền, bất an, tâm lý chán nản, rối ren, tai nạn trong cuộc sống. Chúng ta cần cẩn trọng vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Nhưng nếu mà mang bầu trong cái năm này mà chúng ta gặp sao kế đô ấy, thì tức là lại hóa dữ thành lành. Bởi theo quan niệm xưa, phụ nữ có bầu mà bị sao kế đô chiếu mạng sẽ không ảnh hưởng xấu mà còn trái lại tốt cho chồng, tốt cho thai nhi ở trong bụng. Nên nếu các bạn nữ sinh năm 1994 của chúng ta năm này ấy, và các bạn chúng ta đã kết hôn này, thì chúng ta hãy suy nghĩ là vì chúng ta mang thai trong năm 2021 này để hóa giải cái sao hạn kế đô này. Ngoài ra, việc dâng sao giải hạn đầu năm mang cái tính tâm linh, an tâm cho các bạn ấy, thì chúng ta cũng nên thực hiện nhé. Còn với nam mạng sinh năm 1994, chúng ta sẽ bị sao la hầu chiếu mạng. Đây là cái sao hung nhất, xấu nhất đối với nam mạng, đặc biệt là vào tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Chú ý hơn vào hai tháng này, tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Trong cái năm này chúng ta có thể gặp phải những cái tranh chấp liên quan đến luật pháp này, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật, đặc biệt là những bệnh về tai, về mắt, máu huyết. Hãy chú ý cái bộ phận đấy hơn nhé. Chúng ta dễ bị hao tài rồi ảnh hưởng đến cả gia đình nữa. Vậy nên các bạn chúng ta cần đề phòng gặp nạn trong cái lĩnh vực về sự nghiệp công danh của bạn. Trong năm 2021 mà chúng ta bị sao la hầu chiếu mạng này, nam chúng ta nên tránh đầu tư làm ăn lớn, đề phòng ốm đau này, tránh những cái tranh cãi kiện tụng hiểu lầm ra. Đầu năm thì các bạn cũng tương tự là chúng ta cũng nên dâng sao giải hạn này tại nhà hay là tại các chùa chiền nhé. Đó là về hạn tuổi và hạn sao các bạn. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu xem vận niên nhé. Vận niên của 2021 tuổi Giáp Tuất 94 chúng ta là gì? Vận niên tức là cái hình tượng con giáp mỗi tuổi mà các bạn chúng ta gặp phải trong cái năm này. 2021 thì 94 chúng ta sẽ gặp phải cẩu cuồng phong. Cẩu cuồng phong thì đây là cái hình tượng chó bị gió độc. Điều này báo hiệu một năm không tốt đối với bản mệnh. Các bạn chúng ta cần biết là kiên nhẫn, khéo léo, chờ thời cơ để chúng ta chuyển xấu thành tốt. Ngoài ra trong cái năm này ý, sức khỏe của bạn chúng ta cũng không được tốt, nên chúng ta cần ý thức giữ gìn bản thân, sức khỏe của mình. Về công việc, sự nghiệp thì chúng ta nên là giữ nguyên như cũ, không nên đổi mới, hạn chế những cái thay đổi, hạn chế xuất tiền này, không nên tham gia vào những công việc, những cái việc mà có yếu tố may rủi ở đây. Bình tĩnh, chắc chắn, chờ thời cơ, đó chính là cái phương châm cho cái năm này của nam nữ 1994. Trong năm vận niên cẩu cuồng phong này ấy, thì bản mệnh có thể gặp được những người bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ. Vậy nên các bạn chúng ta cũng cẩn trọng, cẩn thận giữ mình, tránh những cái tranh chấp, tránh những cái cãi vã để làm mất lòng người khác nữa. Rồi cái năm này ấy, 2021 này, các bạn chúng ta còn phạm phải kim lâu. Kim lâu ấy, 94 thì là chúng ta được 28 tuổi âm, thì tính ra là chúng ta phạm vào kim lâu thân. Trong năm này thì các bạn chúng ta tránh làm những cái chuyện đại sự, xây nhà, cưới hỏi rồi mua xe, kẻo gặp những cái điều không may. Mình nói thêm cái cưới hỏi ở đây, cưới hỏi là đối với nữ sinh năm 1994 thôi nhá. Còn với nam thì chúng ta có thể cưới bình thường, bởi vì là tính tuổi cưới hỏi kết hôn là tính theo tuổi nữ về cô dâu. Qua sinh nhật âm hay là qua đông chí, người phạm kim lâu thì chúng ta có thể tổ chức cưới hỏi sau.
Vậy là mình đã chia sẻ về 4 lưu ý quan trọng trong năm 2021 này đối với các bạn sinh năm 1994, về hạn tuổi các bạn, về hạn sao chiếu mệnh, vận niên và chúng ta phạm phải kim lâu nữa, cần phải cẩn trọng. Nói chung là có thờ, có thiêng, có kiêng, cách lành, có lành, nên các bạn chúng ta cứ cẩn trọng, không bao giờ thừa cả nhé.